Ôi, âm nhạc quen thuộc đúng rồi. Nghe rất là chất lượng. Đặc trưng của Assassin's Creed. Nó làm mình nhớ tới những cái phiên bản Assassin's Creed mà trước đây mình đã từng phá đảo, đó là Assassin's Creed 2 và Assassin's Creed Brotherhood. Đó là hai phiên bản duy nhất mà mình chơi hết. Còn những phần khác thì gần như mình chỉ chơi phần đầu thôi. Sau đó thì mình xóa game. Đây là hệ thống ngôn ngữ cho các bạn. Mình sẽ để tiếng Anh thôi. Đúng nào, mặc định. Chúng ta sẽ vào phần video nhá. À, mình vừa vào đây xong rồi bắt đầu graphic. Ôi nhầm, click lộn lung tung với cả. Đây, ở đây thì mọi thứ đã được setting mặc định nha các bạn. Nó sẽ tự động setting cho chúng ta luôn. Chúng ta không cần phải động chân động tay gì cả. Ở đây thì nhưng mà mình thì sẽ chắc chắn rồi. Mình sẽ cho nó lên 2S. Bật hết lên cho anh. Lên nữa cho anh. Reflection quality. Lên nữa cho anh. Lên mắt cho anh. Ocean quality. Motion blue thì bật ambient motion. 2. Bắt ray. Volume fog là cái gì vậy? Bắt đầu. Volume magic fog là cái quái này. Cứ lên đi, đúng không nào? Ngại gì với bẩn. Sau khi xong thì chúng ta sẽ bay ra. Được rồi. Quay lại control một chút nhỉ. Cũng lâu rồi chưa chơi cho nên là mình cũng phải mò một chút về cái nút bấm. Xem nào. Chain weapon. Early vision. Mắt diều hâu. Đây là một trong những cái nói là cái đặc trưng của tựa game Assassin's Creed. Early vision. Khả năng nhìn xuyên tường. Được rồi, cũng không có gì nhiều. Còn chiến thôi, đúng không nào? Ở đây sẽ là Single player story mode, chắc chắn rồi. Start a new game. Griffith. Các phim. Nhạc hay thật. Mỗi phần đặc trưng của cái tựa game Assassin's Creed thì đều có một cái phần âm nhạc rất là hấp dẫn. Cái gì đây? Cái phần này là cái phần được làm sau Assassin's Creed Black Flag là phần 4 á. Và nó mình nghe nói là cái phần cốt truyện của nó mở ra một cái phần mở dành cho Assassin's Creed Unity. Có nghĩa là đây là một cái bản kết nối giữa Black Flag và Unity các bạn. Và đây chỉ là cái bản port thôi, cho nên là nó làm dựa trên rất nhiều cái bản chính, đó là Assassin's Creed Black Flag. Cái loại cướp biển đó các bạn. Cái bản cướp biển đó. Là chúng ta thấy ngay thuyền rồi đúng không? Thuyền với đảo. Đó là cái những yếu tố rất là nổi bật trong cái phần Assassin's Creed Black Flag. The 7 years war was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me. Này nhìn rất là quen này. Cái phần này như trong Black Flag có ấy. Trèo trèo có mấy cái cây ấy. My name is Shay Patrick Cormac. This is. Nhưng mà trong phần cái cây thì chúng ta ăn mặc giống cướp biển hơn. Còn đây thì chúng ta mặc trông khá là ngon lành đúng rồi. Rồi, theo đuổi mục tiêu. Làm sao chạy nhanh nhỉ? Mình quên rồi. Ship. À ship đúng rồi. Đấy nào. Ơ, thôi em. Ây ui. Không sao. Well, won't lack the firewood, please. À, đang luyện tập cùng nhau thôi. Chứ không phải là kẻ thù các bạn ạ. Sao cái này nhìn quen nhỉ? Trong cái này như mình chơi rồi vậy. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. Cái gì ạ? Come on. Captain Deliver André and his crew must have. Untap, red mark. Ui, bản đồ rộng phết nhỉ. Hiện tại chúng ta mới đang ở trên cái đảo nhỏ các bạn ạ. Sẽ còn phiêu lưu nhiều nơi lắm. Ok. Sao lên nhỉ? Lâu không chơi giờ mình cũng. À, cứ chạy thẳng thôi. Ô! Vãi cả lúa. Ok, xong lên được. Chết rồi, bị lạnh rồi. À đây rồi. Chúng ta đang mặc một bộ đồ da rất là ngầu luôn rồi. Ai sao lại nhảy lên nhỉ? Jump. À đây.
đấy nào, tự nhiên nhảy òm ra dưới nước vãi lúa thật. Ơ à, ở đây à, đi theo đi theo người này các bạn ạ. I'm just keeping an eye on you in case you fall down and hurt yourself. Ơ nhảy đâu ấy, à nhảy vào cái bụi. Đặc trưng của Assassin's Creed, nhảy vào đống rơm mà nhảy vào cái bụi là cho dù bạn có nhảy cao đến mấy bạn không thể chết được. Ê ơ gặp đám nào đây, where the hell where are you go? Chú ở đây là người đồng hành à? Talk shit. Why, Captain Joseph? Không tua được, không tua được. Couldn't you fight them all off by yourself? Cái gì vậy? And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Đi đi à? That's pretty words, Chevalier. But I don't feel free đấy at the moment. Tiếng Đức, tiếng Pháp phải tiếng Ý đấy. Educated. Ôi ơi. I will teach you something, boy. Mày động nhầm người rồi. Láo à? Láo với anh à? Láo với anh à? Counter khá là dễ các bạn ạ. À, anh nghe counter thôi. Mày hả bởi? Mày counter khá là dễ các bạn ạ. À, đó, đỡ ơi. Cho một đấm. Ok. Gentlemen, stop! We got a common enemy and I reckon he's close. The Royal Navy attacked my vessel and forced my men to flee. We are stranded, and what is worse, rồi, tập trung vào dịch xem nó đang nói cái gì nhỉ? Have been taken prisoner. Shay and I are free, those smugglers. You treat your wounded. Ủa? Nãy giờ mình không để ý lắm, cho nên mình chả biết là họ đang nói về vấn đề gì nhỉ? Take this. Vũ khí này. You'll need them. Cầm lấy. Mày cần nó. Cầm lấy. Thanh kiếm và thanh dao, con dao sát thủ. Tread with care, Shay. The Royal Navy will be ready for us. Remember your training. Hold tab to rest more, đúng không vậy nhỉ? Rồi, đi nào. Ready to teach him a lesson? They don't stand. Ôi, chết rồi. Ôi, xong em rồi. Quả này thì submarine rồi, nó đông quá. Ow. Mày quá, cơ chế chiến đấu của những phần Assassin's Creed cũ khá là dễ các bạn ạ. Nó không như cái phần Origin với cả phần Odyssey, cực kỳ khó luôn. Gần như là bạn 1 vs 2 là bạn chết chắc luôn. 1 vs 1 phải nói là vô cùng vất vả. Còn trong những cái phần Assassin's Creed cũ này thì bao nhiêu quân địch cũng không phải là vấn đề các bạn ạ. Chúng ta cái gì là siêu nhân vậy, cân cả thế giới luôn. Ow. Đó, rất là dễ các bạn ạ. Hay. Cứ như là siêu nhân vậy. Many thanks. I thought I'd be hanged. À, vậy là quân ta bị bắt à? Bây giờ chúng ta phải lên tàu rồi. Ôi một hit. Ôi trời ơi. Được rồi. Chiến nào. Ây. Đấy. Rất là dễ các bạn ạ. Cứ đứng nhìn thế thôi à. Chết đi. Còn cơ chế loot đồ ở đây thế nào nhỉ? À vẫn là giữ phí me các bạn ạ. Tiền kìa. Tiền nữa kìa. Thôi không lút đâu. Lâu lắm. Đây. Hả? Bọn nó có súng à? Really? Thế thì sống tới đấy là. Kinh không? À đồng đội tới giúp. Những cái phần này thì vẫn là những cuộc chiến nữa, trường kỳ giữa phe sát thủ và phe hiệp sĩ nha các bạn. Còn trong những cái phần Origin và Odyssey ấy, thì nó có chuyện nó chuyển thể sang thể lệch đi rất là nhiều các bạn ạ. Mặc dù vẫn giữ motif đó là chiến đấu giữa phe sát thủ và phe hiệp sĩ, nhưng mà cái bối cảnh cũng như lối chơi của nó gần như khác hoàn toàn luôn.
khi các bạn chơi hai cái phần đó thì các bạn gần như không nhận ra được cái gì, cái chất assassin mà trước đây các bạn từng chơi ở những phần cũ nữa. Mà thôi được rồi, có lẽ là mình cũng sẽ dừng lại đây nhỉ. Chứ chơi nữa thì nó cũng lằng ngoằng quá. Rồi, đó là phần gameplay về phần Assassin's Creed Rogue. Như mình đã nói thì mình đã giới thiệu cho các bạn toàn bộ cái series Assassin's Creed những bản chính rồi. Xem nào. Ở đây mình sẽ nói lại nhá, là phần 1, phần 2 rồi nói chung là tất cả mọi thứ ở đây. Thì các bạn có thể vào channel của mình để download tất cả những cái phần này nhá. Có một vài game như là Syndicate thì như là mình chưa cập nhật update, nhưng mà dành thời gian thì mình sẽ cập nhật sau cho các bạn. Xem nào. Còn những phần khác thì gần như là đều là full update cả rồi. Và chúng ta bây giờ đơn giản chỉ là chờ đợi cái phần Assassin's Odyssey thôi. À, và trong khi chờ đợi cái phần Odyssey thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn cái phần đó là lesbian nhá. Đây là phần Assassin's Creed hiếm hoi mà chúng ta sẽ vào được vào vai nhân vật nữ. Thế nào? Thì đó là mình sẽ giới thiệu sau. Còn bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Bye bye mọi người.